cuộc đời. Trân trọng kính chào quý khán giả. Năm nay là năm thứ ba, chúng tôi được chuyển lời kêu gọi của các linh mục dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng Sài Gòn để chúng ta cùng đóng góp cho Quỹ Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa, bên nhau đi nốt cuộc đời. Ngay từ bây giờ, quý vị có thể gọi vào số 1-888-273-9557, 1-888-273-9557 để đóng góp cho chương trình. Để mở đầu chương trình Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ 2019, treo cờ, mặc niệm do Biệt đội Văn Nghệ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa phụ trách. Chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đứng dậy và trang trọng hướng về quốc kỳ. Toàn thể chú ý. Đêm! Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Việt đội chào tôi! Chào! Chào tôi! Chào! Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming and the rockets' red glare the bombs bursting mặc niệm để tưởng nhớ đến công lao của tiền nhân đã dày công lập quốc kiến quốc, anh linh của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân, anh linh của các chiến sĩ đồng minh đã nằm xuống cho đất nước Việt Nam vì lý tưởng
tự do và dân chủ, cùng hương linh của đồng bào đã tuẫn nạn trên đường vượt thoát nơi biển cả, chốn rừng sâu, cũng chỉ vì một khát vọng tìm cho được đến bến bờ tự do. Sau ngày quốc nạn 30 tháng 4 75, cũng xin lắng lòng để tiếc thương cho những người con của mẹ Việt Nam đã xả thân hy sinh mạng sống cho đại nghĩa của dân tộc. Việc đối trọng tài trọng phúc mặc niệm bắt đầu. Chấm dứt. Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị an tọa. Biệt đối châu tài châu phức trình. Mẹ Việt Nam ơi, xin hãy dứt cơn ưu phiền, và sẽ có một ngày thật gần, ngọn cờ thiêng sẽ tung bay trên toàn non nước. Chúng con xin dâng cho mẹ nụ cười. Chúng con đã dâng cho sơn hà cuộc đời với lòng quyết tâm, tin tưởng, sắt đá. Việt Nam, quê hương thân yêu của chúng ta sẽ có tự do, dân chủ và an bình. Nhạc phẩm Ngày Quật Khởi, tác giả Nguyệt Ánh, với biệt đội văn nghệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Tinh thần quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Muôn đời. Tinh thần quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Muôn đời. Biệt đội gấp. Còn tay chân thật mình phải quay trước bước. Tinh thần quân lực Việt Nam Cộng Hòa muôn năm. Tinh thần quân lực Việt Nam Cộng Hòa muôn năm. Tinh thần quân lực Việt Nam Cộng Hòa muôn năm. Giờ mắt anh có tốt không? Nhìn tốt. Anh nhìn được số điện thoại không? À, chắc là cô Ngọc Ân đưa tôi đọc. Thưa quý thính giả của Hồng Việt TV và Lý Đô Sài Gòn Radio, và cũng thưa hết tất cả những đồng bào có trong hệ thống internet, số điện thoại là 1-888-273-9557, 1-888-273-9557. Xin góp một bàn tay cho chương trình Cùng Nhau Đi Hết Cuộc Đời. Bên nhau đi nốt cuộc đời. Dạ, chắc là bị sửa. Thưa, xin cảm ơn biệt đội văn nghệ. Dạ. Đây là năm thứ ba. Dạ. Biệt đội văn nghệ lúc nào cũng sẵn sàng đến với lời kêu gọi của các linh mục dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng Sài Gòn qua làn sóng của Hồng Việt TV và Leader Sài Gòn Video. Ngọc Ân đã có một cái rổ khi mà chương trình bắt đầu thì quý khán giả đã gọi vào. Quý vị thấy có chữ hy vọng không? Nếu mà ký chi phiếu thì xin ký cho hy vọng và gửi về địa chỉ 13749 Beach Boulevard, Westminster, California 92683. Quý vị cho bằng thẻ credit card có thể gọi số điện thoại 1-888-273-9557, 1-888-273-9557. Tất cả các anh chị đang trực điện thoại sẽ trả lời hết mọi thắc mắc mà quý vị có. 1-888-273-9557, 1-888-273-9557. Em thấy anh cũng cầm lấp ló, chắc dạ là vâng. Cũng đóng góp phải không anh? Dạ vâng, biệt đội văn nghệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong tình chiến hữu cũng xin góp một bàn tay với cái chương trình Bên Nhau Đi Hết Cuộc Đời. Có đúng không ạ? Cô xin ông Duyên. Dạ. Bên nhau đi, dạ, hết đi nốt cuộc đời. Đời. Dạ, vâng. Vâng, đi nốt cuộc đời. Dạ, dạ vâng. Thì cũng xin được mở đầu chương trình gây quỹ có đêm nhân ngày ngày hôm nay của Lido Sài Gòn Radio và Hồng Việt TV, dạ, với một cái ngân khoản nhỏ doi nhưng mà tấm lòng của người lính đồng đội với nhau rất lớn, xin được gửi 200. Cảm ơn anh. Ừ, nè. Biệt đội văn nghệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa 200 đô cho quỹ tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, nhưng mà chưa hết, tại tôi còn móc túi nữa thưa cô. Thưa, thứ nhất là tôi cũng xin chuyển cho cô 100 của một huynh trưởng nhảy dù trung tá là Trịnh Tường, mà bữa trước đã nói là một huynh trưởng tên An của chúng tôi đã gửi cho chương trình ủng hộ bên đi nha, ủng hộ chương trình 100 đô la. 100 đô la của chú An. Chú An là bạn của trung tá La Trinh Tường ở Anaheim. 100 đô la cho quỹ tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, có một điều mà tôi cũng xin thưa với các bạn trẻ. Có lẽ tôi cũng giành mất cưa cản ghế của sướng ngôn viên Ngọc Ân mất. Xin thưa với các bạn trẻ là như thế này. Có những bạn trẻ có tấm lòng rất nhiều. Thì có một bạn trẻ nhờ chúng tôi trao lại cho quý vị 60 đô la của một bạn trẻ, đó là Nguyễn Ngọc, cũng ở Anaheim. Cảm ơn em Nguyễn Ngọc, 60 đô la cho quỹ tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, trong các ngày cuối năm 2018, các linh mục dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng Sài Gòn đã tổ chức tại Sài Gòn để trao quà xuân cho hơn 4.000 các chú các anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Hiện giờ còn hơn 2.200 các chú hoặc là già yếu không về Sài Gòn được, hoặc ở miền Trung không thể vào trong Sài Gòn và vẫn còn cần tài chánh để quà xuân đến tay các chú các anh ở miền Trung. Và sự ước ao của các linh mục, đặc biệt là linh mục lo về tài chánh Giuse Trương Hoàng Vũ, có nhắc nhở chúng ta là còn hơn 2.200 các chú các anh chưa có quà xuân. Chúng tôi kính mời quý khán giả cùng xem video clip kết thúc tại Sài Gòn trong 4 ngày cuối năm 2018
và vẫn còn hơn 2.200 các chú các anh chưa có quà xuân. Kính mời quý vị cùng xem. Để lượng giá 4 ngày vừa qua có kết quả như thế nào, chúng tôi xin mời quý vị nghe lời chia sẻ của cha giám đốc chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cha anh Tôn Lê Ngọc Thanh. Kính thưa cô Huyền Trang, kính thưa anh chị em, như vậy là 4 ngày của chúng ta đã đi qua và tại nơi đây chúng ta đã tiếp đón được 4.230 ông đã đến đây trong 4 ngày qua. Đây là một cái sự quy tụ đông nhất từ trước đến giờ tại nơi đây. Và sau đó thì chúng ta còn khoảng gần 2.200 ông khác sẽ được các cha, các cộng tác viên sẽ đến tận nơi để trao món quà mùa xuân này cho các ông. Trong cái phần đóng góp của các vị ân nhân cho chương trình này thì năm nay ngoài những việc những cái số tiền lớn đều đặn do các anh chị em nhín tiền lương hưu, tiền xài riêng của mình để góp như hàng năm, thì năm nay chúng tôi ghi nhận ít nhất là có 3 trường hợp là người trong nước đến, một người đưa cho chúng tôi 200 triệu, một người đưa cho chúng tôi 100 triệu và một người đưa 15 triệu và còn nhiều người khác nữa, còn nhiều người khác nữa. Hoặc là ngay cái vùng chợ sạc, vùng chợ sạc gửi cho chúng tôi 500 euro hả? Dạ, 500 kim. 500 đô la và hơn 26 triệu đợt đầu, rồi sau đó thêm 4 triệu rưỡi nữa, tức là 30 triệu nữa. Và tổng cộng như vậy là hơn 40 triệu một cái khu chợ của tỉnh Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai. Và nhiều nhóm như vậy họ đã tự làm. Và cái đó chúng tôi cảm thấy được khích lệ lắm, là chính người trong nước bắt đầu thấy cái việc đó là việc cần phải làm, cái điều đó gia tăng sức mạnh cộng đồng. Dạ thưa quý vị, chương trình có hơn 6.000 ông, có thể là lên đến 6.300 quý ông thương phế binh năm nay được trao quà, nhưng hiện nay quý cha đã trao được hơn 4.000 rồi. Và để hiểu rõ hơn cái việc cân đối ngân sách như thế nào, xin mời quý vị lắng nghe cha Giuse Trương Hoàng Vũ chia sẻ đôi lời. Dạ con xin mời cha. Dạ cha Vũ ơi, con xin mời cha. Thưa quý vị, tôi nghe cái câu hỏi của cô Hiền Trang không có rõ để tiền đâu để có thể làm những cái chương trình này, thì tất cả là nhờ sự đóng góp của quý ông bà và anh chị em khắp nơi trên thế giới. Thì như chúng ta biết là vừa kết thúc hơn 4.000 ông ngân quỹ, thì cũng tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả chị em là vừa đủ để có thể thực hiện, nhưng mà còn hơn 2.000 người nữa. Dạ thì chúng tôi hy vọng là thời gian tới qua truyền thông, qua cái mạng xã hội và mọi người biết hơn đến chương trình này và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chúng tôi. Còn hơn 2.000 ông đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục lên đường đến nơi có thể là thăm viếng, trao quà hoặc là các tình nguyện viên trợ giúp cho chúng tôi đến thăm các ông. Bảo đảm rằng không có ai bỏ sót, hơn 6.375 người chắc chắn không ai có thể là sót nếu mà đã ghi danh vào chương trình của tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa do Văn phòng Công lý Hòa Bình tổ chức. Cha ơi, theo ý hiểu của con là hiện nay đã có hơn 4.000 ông được nhận rồi, còn mình vẫn, chương trình vẫn chưa đủ chi phí quà xuân cho hơn 2.000 ông phải không thưa cha? Đúng rồi, nhưng mà thời gian tới thì chắc chắn là đủ. Chúng tôi biết là thời gian tới chúng ta là được. Đó là sự phó thác của quý cha vào tình yêu của Thiên Chúa. Cha ơi, con xin mời hai quý cha có đôi lời chia sẻ đến quý ân nhân đã yểm trợ chương trình này, cũng như là các anh chị tình nguyện viên đã nhiệt tình hết sức trong suốt những ngày vừa qua. Cảm ơn quý vị ân nhân, thì tôi xin kể một vài những câu chuyện ngắn thôi. Đó là trong thời gian mà diễn ra trong những ngày này đó, thì có hai người nhận được sự đóng góp của hai người rất là đặc biệt. Mà hai người đó thì bây giờ là về bên kia thế giới rồi. Thì trước khi ông lìa trần, ông viết lại một cái di chúc. Ông để lại cái phần tài sản của mình, là cái phần quà mà tiền mà ông đã có được, dành dụng được trong những năm qua. Thì ông lại trao hai cái phần quà đó, hai ông đó đến cho chúng tôi. Rồi một trường hợp mà chúng tôi rất là cảm động, đó là một anh làm nghề bốc vác, có nghĩa là một làm nghề lao động và với cái thu nhập thì rất là thấp thôi ở Sài Gòn này. Tình cờ anh mở mạng lên, anh xem và anh vội vàng, anh xin
cho một cái thời gian ngắn ngủi là buổi trưa và cái giờ nghỉ trưa, và anh chạy tới anh góp 1 triệu đồng. Thật là quý. Dạ. Với trong một cái trạng thái là người rất là bê bối về cái đang làm việc mồ hôi, đang lao động một cách nặng nhọc đó, thì những cái tình cảm đó chúng tôi không thể không quên được, không thể là không rất là xúc động. Rồi một phần đa số là những người trước đây cùng thời với các ông thương phế binh mà bây giờ là định cư ở nước ngoài, và bây giờ thì như vậy là họ đã về hưu rồi và họ sống chỉ còn nhờ cái tiền già của họ thôi, nhưng mà họ vẫn góp nhặt đó và họ chuyển về cho chúng tôi 100-200 đồng là rất là quý đối với những cái người đang trong tình trạng già và sống bằng cái tiền hưu đó. Thì nhân tiện đây xin cảm ơn tất cả những tấm lòng hảo tâm đó. Vâng, thưa cha, cha có đôi lời nào nữa không ạ? Cha Vũ đã cảm ơn quý vị ân nhân rồi, thì tôi xin cảm ơn các anh chị em thiện nguyện viên từ già đến trẻ, và chúng ta đã thấy là những giọt mồ hôi của chúng ta đổ ra trong 4 ngày qua thật là ý nghĩa, bởi vì trên khuôn mặt của các ông có tràn đầy niềm vui và được an ủi rất nhiều, và chúng ta biết như vậy là chúng ta đã làm một việc hữu ích chứ không phải vô nghĩa. Xin cảm ơn các anh chị em, nhất là các bạn trẻ. Xin hãy tiếp tục cộng tác với chúng tôi để chúng ta được chú dùng làm một việc gì đó mà đôi khi với một mình chúng ta cảm thấy mình quá yếu đuối, quá nhỏ bé, quá tầm thường không làm được, thì với sự liên kết chung chúng ta có thể đóng góp được nhiều hơn. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn kể cả quý vị người nước ngoài về Việt Nam để cố tình để được phục vụ như các thiện nguyện viên ở đây. Cảm ơn tất cả. Quý khán giả đã thấy trên màn hình rực rỡ như hoa xuân các ca sĩ với phần hợp ca. Tuy nhiên, Cha Ngọc Ân được giới thiệu hai MC cùng giới thiệu chương trình và cùng năn nỉ xin tiền hôm nay. Bác sĩ Trần Việt Cường trầm lắng và xúc cảm, và một đội MC tài ba duyên dáng xin tiền là số 1 đó, Đỗ Thành. Xin kính mời bác sĩ Trần Việt Cường. Cảm ơn con Ngọc Ân. Xin cảm ơn Đài Lưu Đức Sài Gòn Radio và Hòa Hồn Việt TV với một chương trình đầy ý nghĩa. Và xin cảm ơn toàn thể quý vị đang lắng nghe đài, những người Việt Nam tha thiết với quê hương. Cộng đồng hải ngoại luôn có một tâm tình rất đặc biệt với các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Nhớ ơn người một thời giữ nước, nhớ ơn người chiến sĩ Việt Nam. Cảm ơn anh thương mến vô vàn, hoặc là những người trai trẻ chiến đấu trên mọi chiến trường thuộc mọi quân binh chủng đã làm cộng quân khiếp vía. Nhưng hùm thiêng khi đã xa cơ, đâu những ngày liệt oanh chiến tích, thân phận người mệnh nước trôi xa. Miền Nam mất vì mệnh nước, mất vì sự phản bội của đồng minh, như chứng từ của Nguyễn Chí Thiện, một tù nhân dưới chế độ Cộng sản. Khi Mỹ chạy bỏ miền Nam cho Cộng sản, sức mạnh toàn cầu nhục nhã thua tan, và những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn ở lại cùng chung thân phận với quê hương Việt Nam. Nghĩ đến ngày mai, lòng ta tan tác, biết bao giờ lấy lại được gian sang. Chế độ này, trâu ngựa sống không an, xài lang đã lập xong nền thống trị, và họ đã sống trong sự tàn ác của chế độ và bị quên lãng đã bao nhiêu năm. Và chúng ta có cơ hội để đền ơn các thương phế binh. Và sự đóng góp của quý vị không những giúp cho các thương phế binh, và quý vị đã thấy những hình ảnh rất đau thương trên màn ảnh về phương diện vật chất, nhưng còn phục hồi danh dự cho các thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi rất cảm động khi thấy những thương phế binh cụt chân tay vẫn hãnh diện mặc đồ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vì họ biết họ chiến đấu và hy sinh cho chính nghĩa. Chúng tôi kêu gọi quý vị trong những giây phút này hãy kêu gọi vào số 1888-273-9557. Chúng ta đóng góp một phần để yểm trợ các thương phế binh tại Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Cha Ngọc Ân được bắt đầu đọc tên của quý ân nhân đã đóng góp, đang đóng góp và sẽ đóng góp cho chương trình. Bắt đầu là chi phiếu của Đỗ Thành, 100 đô. Đỗ Thành ơi, 500 đô thôi, chết rồi. Nên bởi vậy cho nên chính chủ nhân đọc thì mới chính xác. 500 đô. Bây giờ như vậy nhá, vậy là mắt em dở ẹc lắm rồi. Bác sĩ với lại Đỗ Thành đọc đi, xong em cầm cái rổ em đứng hứng thôi. Dạ rồi. Anh chị Ân Mai, Fountain Valley, 100 đồng. Chúng tôi xin được tri ân đến với Thomas Quinn, Orange County, 100 Mỹ Kim cho chương trình Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ năm nay.
Trân trọng cảm ơn đến với Steven Sơn Nguyễn 150 Mỹ Kim, Lê Minh Tâm ở Louisiana 100 Mỹ Kim. Xin được tri ân đến với Mai Thanh Phong ở San Jose đang theo dõi chương trình hôm nay, ủng hộ 100 Mỹ Kim. Xin cảm ơn huynh đoàn Đa Minh, giáo sư San Barbara 500 đồng. Nga Quỳnh ở Massachusetts 100 Mỹ Kim. Xin cảm ơn Mỹ Lan Phạm, cao đoàn Thánh Tâm, giáo sư San Barbara 1.000 đồng, một sự yểm trợ rất rộng rãi. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn nhân viên Boeing, cộng đoàn Long Beach 50 đồng. Nga Chu tại Marrero, Louisiana. Louisiana, dạ. 200 đồng. Và quý vị ở khắp mọi nơi trên Hoa Kỳ đang gửi về yểm trợ. Ông bà bác sĩ Trần Việt Cường ủng hộ 1.000 Mỹ Kim. Dạ, bác sĩ Trần Việt Cường đây mắc cờ đưa cho Đỗ Thanh đọc. Tôi không có quen ông này. Nguyễn Văn Mỹ tại Santa Ana 100 đồng. Chúng ta đã đọc chị Nga Huỳnh chưa? Dạ rồi. Chị Nga Huỳnh 100 đồng. Trần Thị Thảo ở Washington, Seattle 50 Mỹ Kim. Xin cảm ơn chị. Anh Nho Nguyễn là Vũ ở Washington, Seattle ủng hộ 200 Mỹ Kim. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn toàn thể quý vị. Và bây giờ, kính thưa quý khán thính giả, vì là cây mùa xuân chiến sĩ, để tri ân thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hãy hát những nhạc phẩm để gợi lại một ký ức nào đó trên bốn vùng chiến thuật mà những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hơn một lần đặt chân đến trong cuộc chiến Việt Nam. Và trong những đêm ngồi nơi chiến hào, nơi địa đầu giới tuyến, mong ước đất nước được thanh bình. Nhưng khi đất nước không còn tiếng bom đạn thì người Việt bỏ nước ra đi và những người thương phế binh vẫn còn ở lại. Nhưng những người sống bên lề cõi sống, hôm nay toàn thể khán giả của Hồn Việt TV cùng với dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, chúng ta sẽ cùng thắp lên một ngọn nến yêu thương và một cành hoa mai tươi thắm nhất từ trái tim nhân bản, một món nợ không đòi nhưng chúng ta có trách nhiệm phải trả. Kính mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm xuân gợi lại những ký ức ngày nào của Sài Gòn thân thương. Đón xuân, thưa quý vị. Xuân đã đến rồi, rèo rặt ngàn hồn hoa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi, đêm trong tiếng cười tình kiếp người tình thương đắm đuối, anh xuân đêm vui với đời kia trong vạn nắng. Xuân tràn rớt, bóng hoa nhẹ ru, môi cười thèm thùng cuốn bao buồn sâu. Bướm say duyên lại, bướm say duyên lại, ngắm tô trời xanh, ngắm tô trời xanh, bầy chim tung cánh hát vui đón xuân mùa nắng tươi ra. Xuống đời vui trong bình minh.
Các ca sĩ, một ca rất hay và đầy ý nghĩa, đón xuân như một lời nguyện chúc cho quê hương Việt Nam sẽ có một mùa xuân tự do và các thương phế binh của chúng ta có một mùa xuân an bình và hạnh phúc. Nối tiếp chương trình văn nghệ là một nhạc phẩm rất hay của Y Vân, Cánh Hoa Thời Loạn, nói lên tâm trạng của tuổi trẻ Việt Nam trong cơn khói lửa và lòng tin tưởng của tuổi trẻ nơi người chiến binh bảo vệ cho hậu phương. Anh nếu thương cho một đời hoa thì xin giữ yên quê nhà. Trong thời gian Cánh Hoa Thời Loạn rất nổi tiếng, thì ca sĩ Thanh Lan là một bông hoa đẹp nhất trong khu vườn văn nghệ của miền Nam. Và cô trở thành một thần tượng của tuổi trẻ trên các chương trình TV. Hôm nay, Thanh Lan sẽ có mặt trong chương trình Yểm Trợ Thương Phế Binh và cô sẽ trình bày nhạc phẩm của Y Vân, Cánh Hoa Thời Loạn. Xin trân trọng giới thiệu nữ ca sĩ Thanh Lan. Thank you.
Dạ vâng, thưa tất cả quý vị đang theo dõi màn ảnh nhỏ tại khắp nơi. Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi sắp lại về với chúng ta, Thanh Lan xin được kính chúc tất cả quý vị một mùa xuân thật là đầm ấm, đầy tình thương và ước gì được nấy. Trong mỗi chúng ta, mỗi người đều có một điều ước nào đó, dù là to lớn hoặc là nhỏ nhoi, nhưng đều rất có ý nghĩa với cuộc sống của mình. Trong năm mới, Thanh Lan hy vọng rằng tất cả những cái điều ước đó sẽ biến thành sự thật. Và sau đây, để đáp lại lòng thương mến của tất cả quý vị, Thanh Lan sẽ hát tặng quý vị một bài hát nữa thật là nhiều ý nghĩa đối với tuổi trẻ của tất cả chúng ta thời xưa tại Sài Gòn, đó là nhạc phẩm Màu Kỷ Niệm của Phạm Đình Chương, phổ theo thơ của Nguyên Sa. Anh đi về
Xin được chân thành cảm ơn đến với sự xuất hiện của nữ danh ca Thanh Lan trong một chương trình ý nghĩa Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ tri ân thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý khán thính giả, đây là một chương trình mà chúng tôi thiết nghĩ xuất phát từ tâm của những người Việt đón xuân trao tặng cho những người Việt tại quê nhà cùng chung chí hướng, mà hiện giờ họ là những thân phận của bên lề cõi sống, để rồi đưa chúng ta trở về với những ký ức ngày nào của bom nổ tăng gầm pháo xé không gian, những đoàn quân vẫn chiến đấu miệt mài anh dũng cho đến khi miền Nam bất tử. Đã có lần nào quý vị trở về lại quê hương xưa chưa? Và một lần qua phà Hậu Giang để cảm nhận được một người hành khất trong một chiều mưa lất phất, vẫn một mình, một cõi, mà khi hỏi ra họ là một trong những người hùng của chiến trận miền Nam ngày nào. 40 năm trôi qua, có những người chưa biết, hay có những ký ức đã phai mờ. Ai người đã vào địa ngục Khe Xanh, ai đổi máu lấy từng tấc đất, ai dựng cờ trên cổ thành Quảng Trị, ai dừng chân bên trấn Niết Lương, đêm mơ về Sài Gòn hoa lệ, ai người biên trấn Tây Nguyên, rồi Ben Hét, Tân Cảnh, Đát Tô, Lệ Khánh, Chu Phao, ai giữ cho An Lộc qua cơn bão lửa, những chiến tích lẫy lừng, những trận đánh để đời hay những mối tình giữa thời ly loạn, tất cả chỉ còn lại trong ký ức của những người lính già xa quê hương. Một đời người thấm thoát sắp trôi qua, để rồi những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đó, vẫn chạy theo những dòng quê của những bánh xe đạp, vẫn còn ao ước và khao khát dưới những tờ vé số trên tay. Chương trình Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ năm nay cùng với Đài Hồn Việt TV và Dòng Chúa Cứu Thế trân quý kính mời quý vị hãy cùng mở tâm để cùng chia sẻ một món nợ mà những người yêu mến đôi tiếng tự do vẫn còn khát khao và phát huy nó. Thưa quý khán thính giả, số điện thoại đang mở ra và hiện trên màn ảnh để tất cả quý cô bác, những người cùng đồng sinh ra tử cùng chia sẻ với một món quà Tết cho những thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. 1-888-273-9557 1-888-273-9557. Thưa với tất cả quý khán thính giả, hàng chục những chuyên viên kỹ thuật của Đài Hồn Việt TV và anh em nghệ sĩ đã dành trọn một buổi chiều thứ sáu thay vì bên cạnh gia đình với buổi cơm chiều, hãy trân quý trao tặng cho những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa vì cuộc đời của họ đã mất mát quá nhiều. Kính mời quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này hãy cùng chia sẻ như một miếng khi đói bằng gói khi no, một món quà xuân ngày Tết. 1-888-273-9557. Chúng ta xin được chân quý, xin được chia sẻ với tất cả quý vị đang gọi vào trong chương trình hôm nay. Trước hết là Nguyễn Kim Hương ở Arlington đã ủng hộ 200 Mỹ Kim, Lê Văn Nam ủng hộ 100 Mỹ Kim từ Tennessee, Tâm Hùng ủng hộ 200 Mỹ Kim từ South Carolina, Hạnh Vinh từ Dallas ủng hộ 100 Mỹ Kim, Minh Nguyệt ở Tocqueville ủng hộ 100 Mỹ Kim, Liên Bích Vũ ở Arlington ủng hộ 100 Mỹ Kim, Lê Văn Bốn ở Oklahoma ủng hộ 100 Mỹ Kim, Lê Trung Dung ở Linwood ủng hộ 100 Mỹ Kim. Chúng tôi xin được cảm ơn đến với Hồ Minh Tâm ở San Diego ủng hộ 50 Mỹ Kim, Khang Vũ ở Santa Clara ủng hộ 50 Mỹ Kim. Và chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được những tấm thân tình của quý khán thính giả là quý tri âm tri kỷ của Đài Hùng Việt TV cùng với Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn thắp lên một niềm tin trong cây mùa xuân chiến sĩ năm 2019 qua số điện thoại là 1-888-273-9557. Những ngày xưa thân ái, lò đường xưa lối cũ để đưa quý vị trở về với những ký ức qua dòng nhạc của nhạc sĩ Phạm Thuế Mỹ. Kính mời quý vị cùng tiếp nối chương trình với tiếng hát của nam ca sĩ Đăng Vũ. Nghe sau đây. Xin cảm ơn quý vị. Đăng Vũ xin trân trọng kính chào quý vị, quý khán thính giả và những người đang ủng hộ cho Đài Hùng Việt hôm nay. Lời chào trân trọng. Ngày xưa thân ai, anh gửi lại cho ai? Gió mùa thu êm đưa
từng hàng cao lứa thưa, anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ đi tìm chiêm sao nở. Ôi bây giờ anh còn nhớ những ngày xưa thân ai, anh gửi lại cho ai trăng mùa thu lên cao khóm dừa xanh lao sao. Anh cùng tôi trốn ngủ ra ngoài hiên lá đổ, trong bầy chim trắng hiện mơ một nàng tiên diệu hiền. Đêm đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya thác độ, anh còn nhắc tên tôi. Đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng nở, cuộc đời anh có vui. Thời gian qua mau tìm anh nơi đâu, tôi về qua xóm nhỏ con đò này đã già, nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa, uống nước dừa hay nước mắt quê hương. Những đường xưa phố cũ xin gọi lại tên anh, giữa trời sao long lanh, giữa trời sao long lanh. Anh giờ yên giấc ngủ, tôi nằm nghe súng nổ những lời anh nhắc nhở. Ôi căm hờn dâng ngập lối, những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai. Anh còn gì cho tôi còn gì cho em, chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu giết thù. Những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho ai. Dừng chân quán năm xưa, uống nước dừa hay nước mắt quê hương. Những đường xưa phố cũ ôi nợ đành quên xưa, xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh. Anh giờ yên giấc ngủ, những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai. Anh còn gì cho tôi còn gì cho em, chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu giết thù. Những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu giết thù. Những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho, chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu giết thù. Những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho.
Và một bài hát tiếp theo của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng. Kính mời quý vị cùng nghe bài hát được mang tên Đêm Nguyện Cầu. Xin cảm ơn đến tất cả quý khán thính giả gần xa đã gọi vào Đài Hồn Việt để ủng hộ cho chương trình. Thành thật cảm ơn quý vị. Giặc lâu dài từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bạo tàn. Thượng đế ơi hay lắm nghe người dân hiền, vì đất nước đang còn ưu phiền, còn tiếng khóc đi vào đến trường chiến miên. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu, rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến giữa máu. Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình, nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình. Giặc lâu dài từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bạo tàn. Thượng đế ơi hãy lắng nghe người dân hiền, vì đất nước đang còn ưu phiền, còn tiếng khóc đi vào đến trường chiến. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu, rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến giữa máu. Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình, nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình. Nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ. Chân thành cảm ơn.